Từ giờ đến Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5 âm lịch, hé lộ bí mật động trời giúp bốn con giáp đổi đời, khiến cả làng sôi sục ghen tị. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta, và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ bang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Vậy nên mỗi người lại có một cuộc đời riêng, vận may đến với mỗi người cũng như vậy. Và ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về sự may mắn của một số con giáp từ nay cho đến Tết Đoan Ngọ. Những con giáp này sẽ nhận được lộc trời ban, làm gì cũng thuận lợi và sự như ý, giàu có hơn người, tiền tiêu ba đời không hết trong thời gian sắp tới. Vậy đó là những con giáp nào họ sẽ nhận được may mắn gì trong thời điểm từ nay cho đến Tết Đoan Ngọ. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Ngọ. Ngựa là con vật yêu thích tự do hoang dã để được hòa mình với thiên nhiên. Những người tuổi Ngọ vì thế mà rất năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông người, đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Ngọ có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ, công việc, vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần so với người khác. Tử vi có cho thấy vận trình của mệnh chủ tuổi Ngọ thăng tiến bất ngờ trong thời điểm từ giờ đến Tết Đoan Ngọ. Mệnh chủ tiếp tục thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước. Một vài công việc trước đó dần dần có dấu hiệu tiến triển. Thời điểm từ nay đến Tết Đoan Ngọ, tài vận của mệnh chủ không có quá nhiều biến động, mọi thứ đều theo một vòng quay ổn định. Bản mệnh cũng không cần quá sốt ruột với tình trạng này, mà hãy đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Vậy nên, tình cảm của mệnh chủ cũng có nhiều dấu hiệu khả quan hơn thời điểm vừa qua. Mọi thứ đều theo một vòng quay ổn định, bạn mệnh cũng không cần quá sốt ruột với tình trạng này mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Vấn đề tình cảm của mệnh chủ cũng có nhiều dấu hiệu khả quan. Những mệnh chủ độc thân trở nên cực kỳ đào hoa, nhận được sự quan tâm, chú ý của người khác giới. Thậm chí, bạn mệnh có thể nhận được sự bày tỏ của người khác. Tuy nhiên, nếu bản mệnh là người có đối tượng hoặc là người đã lập gia đình, thì đây hoàn toàn không phải là dấu hiệu tốt. Khi trò chuyện giao lưu với người khác giới, bản mệnh cần có cách ứng xử và giữ một khoảng cách phù hợp, không nên có tư tưởng ngoại tình gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Về vấn đề sức khỏe, bản mệnh cần tìm ra phương pháp rèn luyện cơ thể phù hợp với mình, không nên vận động quá sức hoặc tham gia những môn thể thao hoạt động quá mạnh. Bởi như vậy, có thể gây tổn thương gân cốt hoặc những bộ phận quan trọng. Thậm chí, để có sự nghiệp tốt lên thì thời gian này bản mệnh phải trả giá không ít về những vấn đề liên quan đến sức khỏe. Nhiều mệnh chủ còn gặp một số vấn đề liên quan đến bản thân khiến cảm thấy đuối sức, bản mệnh cần chú ý nhiều hơn. Chính vì vậy, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Ngọ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó xua đuổi vận hạn, hung tinh trong thời gian này.
đồng thời hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Vòng cuối giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Thứ hai là tuổi Sửu. Trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con giáp đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, đa số tuổi Sửu là người sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Họ có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Xem tử vi hàng tháng 12 con giáp cho thấy, thời điểm từ nay đến Tết Đoan Ngọ, như chú Châu sẽ có những bước tiến khá vững vàng. Như mệnh chủ đi làm, được chịu trách nhiệm về nội dung quan trọng. Tuy vất vả, nhưng là cơ hội để bản mệnh khẳng định mình. Công việc của bản mệnh trong thời điểm này đều được hoàn thành đúng thời gian quy định. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao. Mệnh chủ tuổi Sửu phải phụ trách nhiều mảng công việc hơn, nhưng đây cũng là cơ hội để bản mệnh khẳng định bản thân và cải thiện tình hình tài chính. Trong thời điểm này, dù tiền bạc có chất cao thành núi, bản mệnh cũng biết cách quản lý và không tiêu phí quá nhiều. Cho nên, tích lũy được một số tiền tương đối dồi dào. Tử vi thời điểm này đến Tết Đoan Ngọ của 12 con giáp còn cho thấy chính ấn hỗ trợ cho công việc của những mệnh chủ tuổi Sửu diễn ra đúng kế hoạch. Dù trước khi thực hiện, bản mệnh vẫn còn nhiều lo lắng và sợ hãi. Cuối cùng thì bản mệnh cũng đã được thở phào nhẹ nhõm, nếu ai đủ xuất sắc sẽ có bước tiến rõ ràng. Tổng thể có bước phát triển mạnh mẽ trong thời điểm từ nay đến Tết Đoan Ngọ. Có thể trước đây, bản mệnh phải chịu trách nhiệm nhiều nội dung công việc, có nhiều khi về tăng ca, thức khuya. Tuy nhiên, bản mệnh không nên lấy đó làm khó chịu, năng nhặt, chặt bị, rồi bản mệnh sẽ tìm được cơ hội khẳng định bản thân ngay trong thời gian này. Những công việc mà bản mệnh phải phụ trách đều được hoàn thành đúng thời hạn và có kết quả rất tốt. Điều này sẽ khiến lãnh đạo nhìn tuổi Sửu bằng đôi mắt khác xưa. Ngoài ra, tuổi Sửu sẽ không phải đối diện với nhiều rắc rối như khoảng thời gian trước đó. Mọi việc trở nên bình yên, thuận lợi. Tuy nhiên, bản mệnh không nên lơ là mà cũng cần phải quan tâm, chăm sóc đến nửa kia nhiều hơn. Đồng thời, trong thời gian dịch bệnh căng thẳng, mọi người không được thỏa thích vui chơi và quý gia chủ cũng đang lo lắng về sức khỏe có dấu hiệu giảm sút. Do đó, nếu có thời gian rảnh thì nên dành thời gian rèn luyện cơ thể, ăn uống khoa học và điều độ. Bản mệnh cũng nên điều chỉnh cho lối sống lành mạnh. Đặc biệt, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy gia cát khuyên mệnh chủ tuổi Sửu hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân phù hộ như một tấm bùa để bảo vệ tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh. Thứ ba là tuổi Thìn. Trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Thời điểm từ nay đến Tết Đoan Ngọ, mệnh chủ tuổi Thìn sẽ tiếp tục thể hiện những điểm mạnh của bản thân mình, công việc phát triển thuận lợi và dần dần đi vào quỹ đạo. Bản mệnh cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người, bản mệnh dám nắm bắt những cơ hội trước mắt. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của thiên quan khiến nhiều việc khá có thể thực hiện. Đòi hỏi bản mệnh cần đủ bình tĩnh để xử lý từng vấn đề một. Nếu không, bản mệnh sẽ bị rắc rối trong mớ bòng bong mà không biết việc nào nên làm trước, việc nào nên làm sau. Bản mệnh cần bình tĩnh sắp xếp các công việc, giải quyết từng việc một, ắt hẳn sẽ hoàn thành một cách tốt nhất. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý những việc liên quan đến giấy tờ, bởi những việc này sẽ thường bị làm phiền, nhũng nhiễu, yêu sách khó có thể hoàn thành trong thời gian này. Ngoài ra, dù vấp phải một số khó khăn như vậy, nhưng tài lộc của tuổi Thìn vẫn có nhiều điểm sáng trong thời gian này. Theo tử vi, bản mệnh không cần phải chi tiêu cho những khoản phát sinh. Thêm vào đó, bản mệnh còn thu về một khoản kha khá bằng chính tài năng của mình. Về cơ bản, thời gian này bản mệnh có thể có tài lộc rủng rỉnh, đủ có thể thoải mái tận hưởng mà không phải lo lắng quá nhiều. Tình hình tài chính có phần khởi sắc, lại không phải chi tiêu quá nhiều nên bản mệnh có thể tiết kiệm được kha khá. Trong khi đó, một số mệnh có thể chi tiêu khá thoải mái theo ý muốn của mình,
Vận tình duyên của tuổi Thìn có nhiều biến động trong thời điểm từ nay đến Tết Đoan Ngọ. Đây là thời điểm đôi bên cần trò chuyện với nhau nhiều hơn để thêm phần thấu hiểu, tránh hiểu lầm không đáng có. Về vấn đề sức khỏe, bản mệnh không mắc phải những căn bệnh khó chữa trị nhưng sẽ bị tổn thương ở bên ngoài. Khi đi đường cần đặc biệt chú ý an toàn giao thông, tránh những sự cố ngoài ý muốn. Dù không thể lường trước được mọi việc nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn, nhớ đem theo thuốc dự phòng bên cạnh, đề phòng những sự cố không may xảy ra. Ngoài ra, để có một tâm lý vững vàng, độ óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Thìn nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc, vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa được nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Thứ tư là tuổi Mùi. Tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, họ thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Tử vi sự nghiệp từ nay đến Tết Đoan Ngọ của tuổi Mùi mang về những tin vui đáng mừng. Bản mệnh bắt kịp những buồng quay và gây ấn tượng với cấp trên. Sự nhạy bén và linh hoạt sẽ mang tới cho bản mệnh những kết quả ngoài sức mong đợi. Những mệnh chủ làm đầu tư kinh doanh buôn bán bất động sản hay chơi cổ phiếu hoàn toàn có thể tin vào mắt của mình và tin tưởng sự nhạy cảm của bản thân mà kiếm được một khoản tiền lớn. Ngoài ra, bản mệnh có thể mở rộng quy mô kinh doanh sang lĩnh vực mới, tìm cách thu hút lượng khách từ đó thu về lợi nhuận ở mức tốt hơn. Nói chung thì dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh, tài vận của tuổi Mùi trong thời điểm này khá lý tưởng, không cần phải lo lắng nhiều trong công việc. Bản mệnh cũng gặt hái được nhiều thành công, tuy nhiên bản mệnh nên dành thời gian cho các mối quan hệ xã giao, giữ hòa khí với đồng nghiệp để có thể dễ dàng hợp tác làm ăn, mọi chuyện trở nên suôn sẻ hơn. Còn với những mệnh chủ làm kinh doanh trong thời gian này, tài lộc sẽ đạt đến mức đột phá, bản mệnh sẽ có một khoản tiền lớn nhờ sự nhạy bén và quyết đoán của mình. Theo tử vi cho thấy, nếu có cơ hội thì bản mệnh cũng có thể dùng tiền bạc dư dôi đầu tư vào các lĩnh vực khác để sinh lời, giúp tiền để ra tiền. Vận trình tình cảm của tuổi Mùi trong thời gian này cũng khởi sắc hơn, không còn những mâu thuẫn và tranh cãi. Bản mệnh và người ấy đã ngồi lại để thỏa thuận với nhau. Đây sẽ là khoảng thời gian được cho như là cơ hội để đôi bên thay đổi và nhìn nhận lại mối quan hệ của mình. Có thể những thành công trong công việc sẽ khiến bản mệnh thấy cuộc sống trở nên dễ thở hơn, không còn dễ nổi nóng như trước. Ngoài ra, để tăng may mắn, tăng cải thiện vận mệnh, thời gian cát khuyên mệnh chủ tuổi Mùi cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân luôn rình rập xung quanh mình. Đồng thời, vòng sẽ giúp tuổi Mùi tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.